Tính tới bây giờ khoảng gần 2.500 năm trước, trong một khu rừng lân cận của Dương Xá Thành, ở trong thủ đô Ma Kiệt Đạo Quốc của Ấn Độ, đã có một người lữ hành. Cuối cùng ông đã tới. Cuối cùng đã để con tìm được. Ngài chính là một vị sư phụ mà con đã tìm kiếm nhiều năm. Ta cũng rất vui mừng. Bây giờ ta đã tìm được chân đạo. Ta sẽ nói cho ông biết, Đại Ca Diếp. Dạ. Câu chuyện Phật điển Đại Ca Diếp, kinh điển bắt đầu. Ngồi đợi người lữ hành đó chính là Thế Tôn. Người lữ hành trong bao nhiêu năm nay vẫn một mực đi tìm Minh Sư, đó là Đại Ca Diếp. Nếu như ta không biết mà lại nói là biết, không ngộ đạo mà lại tự xưng là ngộ đạo, như vậy thân thể của ta sẽ phân thành 7 mảnh ngay lập tức. Dạ. Sau đó Thế Tôn cứ thao thao thuyết pháp. Đại Ca Diếp một câu cũng không bỏ sót, chú tâm để lắng nghe. Người này tên là Đại Ca Diếp, bắt đầu hôm nay chính là đồng môn của các ông. Ê, cái người này á, người đàn ông này dơ dáy quá à. Hoan nghênh đã tới Trúc Lâm Tịnh Xá. Nếu như có bất cứ nghi vấn gì, xin cứ nói với tôi đây. Nè, hình như là hắn không có biết trả lời kìa. Hoan nghênh, nhưng tu hành ở đây thực sự là rất nghiêm khắc. Lôi cái tên tiểu tử này về, Thế Tôn thật là biết tự tìm phiền phức đó. Làm môn hạ của Thế Tôn có rất nhiều quy tắc. Một trong những quy tắc đó là ở trong rừng, xa vời hẳn thế gian, phải dựa vào mỗi ngày đi khất thực để duy trì cuộc sống. Đối tượng khất thực không thể phân giàu nghèo. Mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm, chỉ có thể mặc những bộ đồ được giá díu. Tất cả những thứ khác đều không được đem theo, và còn rất nhiều những quy luật nghiêm khắc. Đại Ca Diếp rất là tuân thủ quy luật, không ngại cực khổ để chuyên cần tu hành. Nhưng mà trong đám đệ tử cũng có người thù ghét Ca Diếp, đã không ngừng nói xấu phía sau lưng của ông ta. Ê, U Ban Na Đề, hắn không có nhúc nhích đó. Hả? Ta coi thử xem, thật là khinh người mà. 3 ngày rồi hắn đâu có nhúc nhích đâu. 8 phần là cái gì cũng không nghĩ ra, đang giả vờ ngủ gục đó thôi. Nhất định là như vậy rồi. Từ sáng tới tối giả vờ tu hành, loại đàn ông đó hiểu được lời Thế Tôn nói mới là kỳ lạ đó. Hắn tốt nhất hãy sớm nản lòng mà rời khỏi chỗ này đi. Hả? Hả? Vô tình nghe được những lời của các đệ tử, Thế Tôn trong lòng suy nghĩ, có ngày phải để cho mọi người nhìn thấy ưu điểm của Đại Ca Diếp mới được. Cho nên có một ngày, Thế Tôn triệu tập các đệ tử trong khi thuyết pháp. Sao mà thúi quá vậy?
giống như trong thùng rác mới bỏ ra vậy. Thế Tôn nhìn thấy Đại Ca Diếp đã tới, lập tức nói tới phần khó nhất ở trong thuyết pháp. Nhưng mà các đệ tử hoàn toàn không hiểu. Vạn pháp do tâm tạo ra, mọi thứ tùy duyên sinh, mọi việc tùy duyên diệt. Thôi được, các người có hiểu hết hay không? Ông có hiểu không? Con không hiểu. Còn ông? Con cũng vậy, xin thứ lỗi. Phải rồi, các ông đều không hiểu. Hả? Hả? Đại Ca Diếp, thì ra ông đang ở đây. Chỗ ngồi của ông là ở đây. Qua đây ngồi đi. Hả? Chuyện này là sao vậy? Khi nãy lời ta nói, đối với mọi người mà nói, hình như là quá khó. Đại Ca Diếp, hãy qua bên này. Ông hãy thế ta, dùng một thuyết pháp đơn giản hơn để mà nói lại một lần. Hả? Hả? Đây là gì vậy? Hả? Đệ tử Đại Ca Diếp đa tạ hậu ý của sư phụ, nhưng mà con không có tư cách ngồi bên cạnh của ngài, và cũng không có tư cách để mà thế sư phụ thuyết pháp. Cho dù thế nào, con cũng không thể chấp nhận. Con chỉ cần ở dưới môn hạ của sư phụ, một người yên tĩnh để hưởng thụ pháp lạc là được rồi. Khoan đã, Đại Ca Diếp thật khó được sư phụ. Không hề gì, hãy để tùy ý Đại Ca Diếp đi. Trong ngày thứ 8, khi Đại Ca Diếp gặp được ta thì đã được cái tâm của Phật đạo rồi, và thêm vào cái sự tu hành tiếp theo, giờ khỏi dục vọng, tri túc, không làm những chuyện vô nghĩa, những giáo nghĩa thực tiễn căn bản nhất. Sau này hành vi của các ông cũng nên học hỏi theo Đại Ca Diếp. Cho nên ta mới nói là Đại Ca Diếp không phải là người bình thường đâu. Trời ơi, nói lao, ngươi chính là tên phỉ báng đó. Người phỉ báng mới chính là ngươi. Ngươi nói đó. Cái gì hả? Nói ngươi cái gì? Nói người khác nữa hả? Trời ơi, tức chết được. Ta không thừa nhận cái tên đàn ông đó từ chối thuyết pháp là bởi vì hắn thiếu tự tin mà thôi. Nhưng Đấng Thế Tôn mà ông đó ta... là bởi Thế Tôn thiên vị. Không vui chút nào hết. Ngoài trừ Ưu Ba Năng Đề có cố chấp, không có người nào lại đi nói xấu Đại Ca Diếp nữa. Kể từ hôm đó, mọi người đều tôn kính xưng hô Đại Ca Diếp là một người đàn ông trầm mặc. Nhưng mà một Đại Ca Diếp trầm mặc để hưởng thụ cái thú của đạo cũng có một tâm sự ở trong lòng. Đó chính là người vợ đang ở nhà chờ đợi Đại Ca Diếp trở về nghênh đón Bạc Đà. Đại Ca Diếp tên là Tỳ Bát La Xá Na, từng là một người giàu có ở xứ Ma Kiệt Đà. Khi còn trẻ, ông đã thù ghét những lạc thú của thế gian. Ông ta kỳ vọng được xuất gia để sống những ngày tháng thanh thản, nhưng mà cũng không cưỡng lại được yêu cầu của cha mẹ, và phải đã kết hôn với một cô gái nhà giàu tên Bạc Đà. Kết quả trong đêm tân hôn mới phát hiện ra Bạc Đà cũng giống như mình vậy, cũng muốn được xuất gia cầu đạo. Cả hai người đều rất vui mừng. Sau đó khi song thân qua đời, có một ngày sau khi hai người tiếp nhận gia nghiệp, Bạc Đà ra lệnh cho người làm hãy đem những hộp dầu mè để ép ra dầu, đem phơi dưới nắng mặt trời. Ôi trời ơi, thiệt là nhiều sâu. Muốn giết hết những sinh vật nhỏ bé này thiệt là đáng ghét. Đành chịu thôi, đây là lệnh của phu nhân mà. Ngừng tay, ngừng tay. Đừng có ép dầu nữa. Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi. Phía bên kia, chồng của Bạc Đà đang trông chừng những người cày ruộng. Chết nhiều côn trùng như vậy à? Ơi, sao rồi, mau kéo cày đi, đừng có lười biếng nữa mà.
Ngừng tay! Hãy ngừng công việc hết đi! Hôm nay mọi người có thể nghỉ ngơi rồi. Chỉ vì trọc ruộng, mọi người đau khổ, súc vật bị thương, sâu bọ bị chết. Thật không ngờ, chỉ vì cuộc sống xa xỉ của chúng ta lại hại khổ tới nhiều sinh vật như vậy. Một hành động tàn nhẫn như vậy thật là bi ai. Em cũng nhận thấy như vậy. Ăn chỉ cần một chén cơm là đủ, ngủ chỉ cần có chỗ nằm là được rồi, mặc chỉ cần che thân thể là được rồi. Còn các thứ khác thì ta không cần. Ta có thể bỏ hết gia sản, xuất gia cầu đạo. Ý của em cũng như vậy. Và sau đó, Đại Ca Diếp đã đem tài sản chia cho các người ở, đem ruộng vườn chia cho mọi người, quyết định tự mình ra ngoài du ngoạn trước. Bạc Đà, nếu gặp được Minh Sư, ta nhất định đón nàng đến đó ngay. Anh nhớ đó. Ta xin thề. Theo lời truyền, ngày hôm đó đúng ngày Thế Tôn đang ở dưới cây Bồ Đề ngộ đạo. Sau đó 2 năm, Đại Ca Diếp vì đeo đuổi Minh Sư đã đi thăm hỏi rất nhiều nước, cuối cùng đã gặp được sư phụ của đời mình là Thế Tôn. Bạc Đà, ta rất muốn đón nàng đến đây, nhưng mà trong tịnh xá Trúc Lâm không có phụ nữ xuất gia, xin nàng hãy chịu đựng một thời gian nữa. Cuối cùng ngày mà Đại Ca Diếp mong đợi đã đến. Ở nơi mà Thế Tôn sinh hoạt, từ tỉnh xá Trúc Lâm cách tỉnh xá Kỳ Viên của nước Câu Bồ La không xa, Thế Tôn đã bắt đầu thu nhận các đệ tử. Đại Ca Diếp hết sức vui mừng, đã đón Bạc Đà đến tỉnh xá Kỳ Viên. Từ đó, Bạc Đà trở thành đệ tử của Thế Tôn, chuyên tâm tu đạo, được Thế Tôn khen ngợi xưng là Thất Túc Mệnh Giả. Không ai thắng được Bạc Đà Tỳ Khưu Ni. Hơn nữa, số đệ tử của Thế Tôn càng ngày càng đông. Những Tỳ Khưu được phân chia tới chỗ này dần dần cũng quản lý không xuể. Và cả thôn A La Tỳ này cũng bắt đầu sống cuộc sống phóng dật. Không được, mọi người đều quên đi quyết tâm lúc bắt đầu tu hành. Để coi đi, cái này là bảo bát của U Đà La nhà họ Dương truyền lại đó. Còn cái này là bát nước U gia chúng ta, người giàu có được coi là vật quý báu. Vậy thì để thua rồi. Cái bát nữ tinh nhất của chúng ta đem ra so với cái bát của U Ba Nan Đề thì giống như là rác rưởi vậy. Căn nhà và cái bát bảo đó lấy từ đâu mà ra vậy? Nói không chừng là do cưỡng bức dân làm bố thí mà được thôi. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì ông mất rồi. Hôm nay ta sẽ dùng cái bát này mà đi thọ bát. Hai đệ đi theo ta, ta sẽ dẫn hai đệ đến những nhà giàu có đồ ăn ngon. Vậy thì tốt quá rồi. Nè, hắn vẫn đi theo kìa. Hả? Coi ra thỉnh thoảng hắn cũng muốn ăn đồ ngon chứ bộ. Chính là nhà này nè. Hả? Chưa thấy là đúng là cái đồ vô lễ. Đi tới chỗ kia vậy.
Ê, đi nhanh lên. Hả? Sao lại như vậy kìa? Ôi, thiệt là kỳ lạ. Thiệt là không hiểu nổi à. Để biết rồi, huynh vì chuyện xây tỉnh xá mà ép người ta đóng góp tiền bạc, cho nên mọi người nhìn thấy huynh đều tránh đi cả. Có đúng vậy không? Thì ra là như vậy á. Vậy lần này là thì nguy rồi. Quả nhiên là như vậy. Nhưng mà trách cứ họ không phải là việc làm của ta. Đại ca Diếp kìa. Hình như hắn có mục tiêu nào đó. Bên này, qua đây. Trừ phi hắn muốn khất thực với bà lão đó. Tôi đã bị bệnh, ai cũng không muốn gần tôi sắp chết rồi. Tôi không có biết ông là ai. Ông là ai vậy? Ông kiếm tôi có việc gì? Tôi là người đang tu hành dưới cửa của Thế Tôn rất trân quý. Tôi lại để xin bà cho tôi khất thực. Muốn khất thực à? Đúng vậy. Tôi mong rằng bà có thể giảm bớt thức ăn của mình, bỏ ra chút lòng từ bi cho tôi khất thực một chút. Ông nói lời gì vậy? Xưa nay tôi chưa hề khất thực cho bất cứ ai đâu. Còn nữa, dù muốn tôi cũng không có món gì. Tôi không có gì hết. Ôi trời ơi, ông xem ra cũng có cái tướng rất là tu hành. Nếu như có thức ăn, tôi thật sự cũng không muốn cho người khất thực. Nhưng mà phải làm sao đây? Ôi trời ơi, trước mắt tôi có được chỉ là những đồ người ta không có muốn. Một chén cháo đã bị chua và bị hôi. Trời ơi, thì là mắc cỡ. Tấm lòng của bà quan trọng nhất chính là tấm lòng này. Bà đây đã có tấm lòng rộng lượng, không những có lòng giúp đỡ người khác. Loài người này không phải là người nghèo. Có tấm lòng biết hổ thẹn, những người dám phản tỉnh bản thân thì đã là một người cầu đạo. Như bà bây giờ đã có được tấm lòng như vậy thì là một người biết tôn quý tín Phật rồi. Bất luận thế nào cũng hy vọng bà có thể bố thí cho một chút cháu. Được rồi. Thật là cảm tạ. Bữa ăn của hôm nay tới đây là chấm dứt. Nếu tôi có sức mạnh có thể sống tới ngày mai, đều là nhờ ơn huệ bố thí của bà. Cảm ơn bà. Vậy đại ca Diếp đã làm một việc như vậy sao? Thật không hổ là đại ca Diếp, không nói nhiều nhưng dùng hành động để thuyết đạo, đã giải thoát tấm lòng phiền não đau khổ của người khác, và cũng dùng hành động như vậy để giáo huấn các người. Anan. Dạ. Hãy nói với mọi người, bắt đầu từ hôm nay, không thể vì xây dựng một tỉnh xá xa hoa lại xin xỏ quá nhiều lúc khất thực, có biết không?
Dạ. Còn nữa, kể từ hôm nay, không thể giống như Ưu Ba Năng Đề, một người lại có nhiều bát như vậy. Hả? Những món đồ dư thừa đều liệng bỏ. Liệng bỏ bây giờ hả? Đúng vậy. Không đứt cười. Thế Tôn một mực coi Đại Ca Diếp là một người bạn tốt, không phải chỉ là một đệ tử. Những chuyện thâm sâu ở trong nội tâm của Thế Tôn mà những đệ tử khác không biết, chỉ có Đại Ca Diếp là hiểu rõ. Sự tin tưởng sâu đậm và tình bằng hữu giữa hai người 40 năm nay chưa bao giờ thay đổi. Vào năm Thế Tôn được 80 tuổi, đã đem hết những giáo nghĩa truyền lại cho A Nan và Đại Ca Diếp. A Nan nghe qua hết những thuyết pháp của Thế Tôn lại ghi chép xuống. Còn Đại Ca Diếp cũng giống như là một Thế Tôn thứ hai, đích thân truyền bá giáo nghĩa. Phật giáo có thể truyền được tới đời sau, phần lớn là nhờ công lao của hai người. Đây cũng chính là dụng tâm của Thế Tôn năm xưa. Không lâu, Thế Tôn đã ở giữa hai cây sa la trong rừng Kothilala, đã nằm xuống và chút hơi thở. Vừa lúc Đại Ca Diếp trên đường lữ hành nghe được tin này, đã lập tức dẫn rất nhiều đệ tử vội vàng tới Kothilala. Mệt chết đi thôi à. Để cho ta nghỉ ngơi chút có được không? Hành giả, xin hỏi ông đã từ đâu tới? Kothilala. Như vậy, xin cho tôi hỏi, ông có nghe được tin tức liên quan tới sư phụ của tôi là Thế Tôn hay không? 7 ngày trước, ngài đã bỏ đi rồi. Hả? Hả? Hôm nay phải cử hành tang lễ. Đó qua này tôi cũng đã hay về từ đó xin cáo từ. Các người cần gì phải đau lòng như vậy chứ? Từ nay về sau, ông ta cũng không còn ra lệnh cái này cái kia nữa. Vậy thì sau này chúng ta sẽ tự do rồi. Thật là thoải mái vô cùng. Nè, ta nói vậy có đúng hay không hả? Hả? Xin lỗi, xin lỗi nha. Khi nãy tôi đã nói sai rồi. Tha cho tôi đi, Đại Ca Diếp à. Đại Ca Diếp tha tôi đi. Tha tôi đi, Đại Ca Diếp à. Đại Ca Diếp, Đại Ca Diếp, tha cho tôi đi mà. Đại Ca Diếp, tha cho tôi đi, tôi lỡ lời mà. Ở phía Kothilala, nhóm người của A Nan muốn nổi lửa để thiêu quan tài, nhưng mà dù có đốt thế nào cũng đốt không cháy. Đại Ca Diếp đến rồi. Con ở trong thời khắc này đã được tái sanh. Bắt đầu từ đây về sau, con sẽ không đơn độc để mà hưởng thụ cái đạo lý này nữa. Con sẽ giống như là mặt trời, tự đốt nóng bản thân, sẽ duy truyền bá Phật Pháp tới đời sau mà cố gắng. Xin Ngài yên tâm mà đi đi, con nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của mình. Sư phụ ơi.
cháy rồi kìa. Đã cháy rồi, đã cháy rồi. Thế sự thay đổi. Trên đời không có gì là không thay đổi. Vạn vật từ sanh đến tử, từ tử đến sanh. Trong sự yên tĩnh này, ta đã tìm được một sinh vật bất biến. Các đệ tử của ta, sau này hãy dựa vào chính bản thân, hãy dựa vào Phật pháp. Chín mươi ngày sau đó, Đại Ca Diếp đã ở trong hang Thất Diệt, đã tụ tập được 500 đệ tử của Thế Tôn. Trong số này có thể nhìn được hình ảnh của Bạc Đà, cũng chính là Minh Kiến Ni của hôm nay. U Ba Nan Đề, hả? Ông cũng vào trong đi. Tôi cũng được sao? Nếu như không có ông và Thế Tôn, ta không có ngày hôm nay. Có thể cũng giống như ngày xưa, chỉ là một người chỉ biết một mình hưởng thụ sự trầm mặc của kẻ tu hành. Bây giờ ta mới có thể triệu tập mọi người lại để mà phiên tập kinh điển. U Ba Nan Đề, công lao của ông thật là lớn. Hả? Thật xin lỗi ngàn. Cảm ơn ông ngàn. Cảm ơn nhiều. Và như vậy, Đại Ca Diếp đã được sự giúp đỡ của nhóm người A Nan. Vì đã truyền pháp cho tới đời sau, bắt đầu triển khai một đại hội phiên tập kinh điển. Đó cũng gọi là kinh điển tập kết. Đại Ca Diếp và U Ba Nan Đề cũng có thể nói là một cái duyên phận. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.